các bác cờ vàng phải biết ơn Cộng sản. Tại sao lại có ý tưởng kỳ cục như thế này? Ai cũng biết các bác cờ vàng là những người căm thù Cộng sản thâm căn cố đế. Từ ngày sang Mỹ đến giờ, các bác là những người cầm cờ đi đầu trong các cuộc biểu tình chống cộng mỗi khi có một chính khách Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ hay có một sự cố tại Việt Nam như cá chết, cây chết hay bắt phản động, để tố cáo với thế giới sự độc tài của Cộng sản vô thần, hèn với giặc, ác với dân. Với một thể chế như thế thì làm sao các bác cờ vàng phải biết ơn? Xin quý vị bình tâm theo dõi và cho ý kiến nhé. Học tập cải tạo. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả triệu lính Việt Nam Cộng Hòa phải trình diện để đi học tập cải tạo. Với những người lính quèn thì chỉ học vài tuần rồi trở về cuộc sống cũ. Còn sĩ quan thì từ vài năm đến cả chục năm tùy theo cấp bậc và tội trạng. Các bác than phiền là đi tù chứ học tập gì, thời gian quá lâu, ăn uống cực khổ, phí phạm nhân tài của đất nước. Chính sách học tập cải tạo là một chính sách nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản. Thay vì tiêu diệt hết quân thù như các bác thường rêu rao trước ngày giải phóng là Cộng sản sẽ tắm máu quân dân miền Nam. Thế nhưng việc tắm máu không xảy ra. Vì lãnh đạo Cộng sản quan niệm các bác chỉ là nạn nhân của chế độ Mỹ ngụy mà thôi. Ngay cả người có nợ máu với nhân dân như tướng Lê Minh Đảo cũng được đi học tập cải tạo và sau khi mãn hạn được định cư tại Hoa Kỳ. Chắc quý vị còn nhớ trận Xuân Lộc từ ngày 9 đến 20 tháng 4 năm 1975. Tướng Đảo đã cho nổ hai quả bom CBU, giết hàng chục ngàn dân vô tội trong những ngày cuối cuộc chiến. Các bác bảo đây là giam tù chứ học tập gì. Trại tù khác với trại học tập. Tù nhân thì bị giam giữ gông cùng trong các xà lim. Các bác có bị đối xử như thế không? Hay là các bác ba ngày được ra ngoài làm việc, tối mới về trại? Các bác than là thời gian giam cầm kéo dài quá lâu. Trong lúc mới giải phóng, tình hình đất nước chưa ổn định, quân Pol Pot chém giết dân lành ở biên giới Tây Nam, quân Trung Quốc đánh phá phía Bắc, dân Công giáo nổi loạn ở nhà thờ Vinh Sơn, dòng Đồng Công vân vân, Mỹ và đồng minh cấm vận, CIA âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam với mặt trận Hoàng Cơ Minh. Trong tình hình rối ren như thế, thù trong giặc ngoài, nếu không giữ các bác trong trại học tập thì đó là mối nguy cho chế độ. Hơn nữa phần lớn các bác đều có nợ máu với nhân dân, do đó giữ các bác trong trại là biện pháp giữ an ninh cho các bác. Các bác than là phí phạm nhân tài. Nhà nước Việt Nam có chính sách thâu dụng nhân tài cho công cuộc tái thiết đất nước như mời Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Xuân Oánh làm cố vấn kinh tế, giáo sư Võ Tòng Xuân đặc trách về nông nghiệp. Nếu các bác có tài và thành tâm muốn phục vụ đất nước thì chắc chắn các bác đã được trọng dụng. Còn chuyện nuôi ong tay áo thì chẳng ai dám làm trong tình thế thù trong giặc ngoài. Bây giờ tuy đang ở Mỹ nhưng các bác vẫn còn thù hận đất nước thì nói gì ngày trước. Ai bảo đảm là các bác lúc đó không bị Hoa Kỳ xúi giục, Trung Cộng mua chuộc để nổi loạn. Có tài mà không có tâm thì chỉ là mối hại cho đất nước. Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, Hoàng Văn Hoan, Hoàng Cơ Minh là những minh chứng. Các bác than là cuộc sống quá kham khổ, phải ăn bo bo. Đó là tình trạng chung cho cả đất nước chứ chẳng riêng gì các bác ở trong trại. Tuy lúc đó Việt Nam đang ở trong tình trạng khó khăn, bị Mỹ cấm vận, ngoại viện không còn, đất nước đổ nát, thế nhưng nhà nước vẫn cung cấp những nhu cầu vật chất tối thiểu cho các bác. Các cán bộ quản giáo ăn uống còn kham khổ hơn các bác nhiều vì các bác còn có gia đình tiếp tế và ở trong trại các bác còn được trồng trọt chăn nuôi để cải thiện khẩu phần ăn hàng ngày. Hơn nữa mình là kẻ thua trận, phía thắng trận không giết là phúc ba đời rồi, còn đòi hỏi này nọ có phải là ăn mày đòi xôi gứt không, thưa quý bác? Nếu các bác so sánh tình trạng của mình với số phận của các tù binh Quốc dân đảng của Trung Quốc khi bị Mao Trạch Đông đưa ra trận địa, bắt làm bia đỡ đạn trong cuộc chiến Triều Tiên, hay Pol Pot đã giết hết mấy triệu người của chế độ cũ tại Campuchia, hay Mỹ và đồng minh đã giết phần lớn các quan chức của phe trục Đức Ý Nhật, và cho đến ngày nay vẫn còn truy lùng những cộng sự của Hitler, thì các bác sẽ đời đời kết cỏ ngậm vành, tri ân sâu xa lòng nhân từ độ lượng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã tha chết cho các bác. Giả sử nếu năm 1975, miền Nam chiến thắng miền Bắc thì số phận của các cán bộ Cộng sản ở miền Bắc và Việt Cộng ở miền Nam sẽ ra sao? Điều chắc chắn mà ai cũng biết là nếu họ không bị giết thì cũng tù rụt xương.
Vì trong chiến tranh lính công giáo đã từng ăn gan chiến binh cộng sản, huống gì trong thời bình ở cương vị chiến thắng. Do đó các bác được học tập cải tạo là một ân huệ. Đây là cái ơn thứ nhất, ơn tha mạng. Mời quý vị đón xem phần 2 để biết thêm những cái ơn tiếp theo của Cộng sản đối với các bác phía cờ vàng ba sọc nhé.